Rồi, hello cả nhà mình nha. Hôm nay là em sẽ quay cho cả nhà mình xem hộp bánh ướt ở 221 Thoại Ngọc Hầu nè cả nhà. Đây là hộp bánh ướt 25.000 đó cả nhà ơi, mà em lợi đã hết trơn rồi nên là giờ chỉ có còn ít thôi nè cả nhà. Ngon lắm. Đây, cả nhà thấy không? Chả nè, bự bự như nè cả nhà. Đó. Nhìn đi ngon lắm. Đó, quay cho nhìn. Bánh ướt này cả nhà, nấm thịt nè, ngon lắm nha. Đó, kèm thêm bịch rau nè cả nhà. Đó. Đó là có nước mắm, bịch nước mắm nha cả nhà. Ra đây, cả nhà nhìn đi. Một phần như vậy là ở đây chỉ có 25.000 thôi cả nhà nhìn đó. 25 cành đó. 221 Thoại Ngọc Hầu nha cả nhà. Đó cả nhà ơi. Rất là ngon nha cả nhà. Thì em thường ăn ở đây lắm thì quay cái clip nhỏ nhỏ cho cả nhà mình đó. Chỗ nào mà giá mềm á thì mình quay, ai ở gần thì ghé ăn, hoặc là đi làm về á, những người công nhân thì đi làm thì mình ghé mình mua, vậy mình ăn nó cũng rất là đỡ tốn tiền nha cả nhà. Vì cái này là người sức ăn mạnh thì ăn hết một hộp luôn. Còn nếu không có là phải hai người ăn, tại vì bánh ướt cả nhà nhìn đó nha. Cái hộp như thế này nè. Cả nhà nhìn đơn giản chứ hộp bánh ướt người ta cuộn rất là dày. Bột rất là dày nha cả nhà. Trời đang mưa rồi. Đó, trời đang mưa rồi. Đây là 221 đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú nha cả nhà. Đó, có bánh chả đồ ngon lắm. Đó, chả nè cả nhà nhìn không? Đó nằm gọn gàng sạch sẽ lắm cả nhà, buôn bán sạch sẽ lắm. Cá bèo mà chất lượng không có bèo nha. Chả đó cả nhà. Đây là làm người ta làm tại nhà luôn. Người ta bỏ sỉ luôn đó cả nhà. Đó, em nghĩ là ở đây quay cũng rất là nhiều người rồi đúng không cả nhà, nhưng mà em thì ăn chơi rồi sẵn quay cái clip nhỏ nhỏ cho cả nhà mình xem, để cả nhà mình dẫn những người mà nhiều khi người ta có quay nhiều nhưng mà có một số người ta cũng chưa có coi, nên là vẫn quay để cho cả nhà mình xem là cái nơi này bán giá mềm mà chất lượng như thế nào nha cả nhà. Bánh ướt thì dẻo, bột thì dẻo nha cả nhà nha. Rồi hả, chả thì rất là ngon. Cả nhà thấy một hộp 25.000 không, bốn cục chả to đùng luôn. Bánh ướt thì ui đầy, cầm cái hộp không nổi luôn á cả nhà. Ngon lắm. Cái này là sức đàn ông mà lao động mà phải khỏe mạnh lắm ăn mới hết cái hộp bánh ướt đó. Còn nếu mà phụ nữ mà gọi là ăn ít mà vừa vừa là phải hai người nha cả nhà. Đó.